Lâu chào em nha, hôm nay mình sẽ kể về kiếm răng ngủ qua cái đấy em nha. Anh em mình sẽ xem cái video nha. Thôi sụp chặt đi nha. Ok. Đưa con mẹt ra rồi nha. Đưa con đeo gì nha. Rồi con ngựa. Không nó im. Mày làm gì làm mày đừng có đụng vào kiếm thằng ngủ rồi. Hello đại ca, lâu lắm rồi không gặp anh đó hả? Thiếu một mấy nhắn tin cho quả nghề nói bật cái gì chào Lam với cái lịch không có được hay không. Béo hả? Béo là cắt kiểu gì? Hôn đấu chỉ nha nè. Hôn đấu chỉ. Hôn đặc chỉ. Nó trong cái chữ đằng sau gì? Bây giờ Từ 1 đến 9 BVE không biết rồi. BVE. bơ mua đâu nhỉ? Mua. Vậy chưa? Vậy mua máy đi đâu vậy rồi không? Vào đây mua máy. Đây mua đi. Xin nhắc của tao thôi. Mấy cái gì mày còn thuyết của tao đi mày đặt cọc nhưng xin lỗi mày dùng mấy thêm phá ra tao đẹp rồi dư.
Đôi con chín mãi không hình anh em không? Đôi đâm đầu nhau anh em. Không nên là ngôi nhà quá. Mảnh vụn bay tư tung. Đây là những con người đang bị giết người ha. Đôi đánh nhau đây, hai thằng chỉ cầm đầu. Nó có cái đầu khá là nhỏ, cho nên nó gọi là hai thằng đầu đinh. Và một lũ này đều đầu đinh hết, nhưng mà nó không nhỏ lắm, cho nên là nó khá là yếu. Đây là một dàn xe BMW nha anh em. Trên mấy cái đây là một con mẹ của anh em mình nhá. Đây là Mercedes này. Thôi lên đi. Đây là ô tô Hyundai này. Đây là con VinFast nha. Còn đây là con lên đi. Mercedes nhá. Đây là hai con G360 nhá. Mình sẽ cầm tất cả con này lên giường anh em mình. Nào. Đưa. Chúng mới quay một video nữa nhé. Mọi người video chơi đi, tại vì tôi đang ăn mệt quá. Mọi người video chơi nha, tạm biểu đến đường tay nữa. Em muốn tay lắm mới giao cho. Em muốn thể hiện chính độ của mình lái xe 34 mấy cụ. Cũng như đợi trận đó. Ngồi qua chỗ nhỏ luôn lại. Chỗ mô. Mẹo nhỏ. Tất nhiên thì cho đúng không? Mẹ đi một cái lối nó lên con gâu. Mấy cháu cái tàu hòm cái giá đấy của mình. Mấy cháu vừa nhà. Bố mấy cháu cái nô lô ăn. Mấy cháu cái nô trị này. Mấy con thiên nó sẽ đẹp không? Gắn nó phải đủ máu đau hoang nói. Nói điên giang điên trời thiên của ơi. Chuyện là mình nói chị. Chuyện là tao muốn giá thì đến nơi luôn đấy. Ok. Tao ngồi ngã luôn vậy. Quất bố rồi. Ok. Mai mà ở nó bị đồ nàn thì thằng lá thì phải thuyết. Chuyện nó phải có muốn một thứ đó. Ok. Muốn đôi chị. Ok. Ok. Nó không gấp không vui rồi. Thì phải đôi chị. Có cái tàu hò kìa. Bất ngờ thì ông đi lại. Có cái đôi chị. Mọi người chị mọi người chồng chơi mọi người chị mọi người 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 mọi nghĩ nhà buồn chính là đau người của xe em đau không? Đi cười. Đau mới chọn mai một hạt đấy, nó đau nó ra thì nay mới quay cho tiếng yếu à? Hả?
sẽ lên mới được chị con đúng không? Chị con. Tụi này làm lớn ngủ đi lên. Đại học sư phạm chị cũng ngủ lớn. Khi bị nói là chị con ngủ. Chị con chim đỏ. Chào anh em nhá. Đây là một dàn Mercedes của mình. Hôm nay mình sẽ mang nó đi ngủ. Của mình nhá anh em nhá. Toàn là mẹt ra để mẹt bú thứ thứ nhưng mà một cái mẹt này khá là xấu nên mình sẽ đưa nó đi tắm. Để nói. Mới là đã xong mèo rồi để bú cho mình sẽ dùng cái công việc là mình trả tí nhé các bạn nhé. Mà coi nhiều video rồi. Rồi thằng này nghĩ là thằng cầm đầu này. Nó là thằng đầu chọc rồi các bạn. Đồ chọc hai đứa cầm đầu đúng không ạ? Hai thằng, ba thằng đồ chọc luôn các bạn nhá. Dù tôi có hai thằng đồ chọc thôi. Hai thằng đồ chọc ý chắc là chỉ huy các bạn. Vì nó đồ chọc. Thế là bơm nước của sao bảnh lên cái gì? Là cái thằng đồ chọc. Đi. Nói là sao bảnh không là đứa cầm đầu. Đừng con gì nữa bạn ơi. Mấy thằng em các bạn ngấu lắm. Đây là con gì vậy bạn ơi? Con gì mà mình không biết con gì. Cái này nhìn như cái đầu buổi mà. Đi các bạn nhìn như cái đầu buổi. Đi các bạn nhìn như cái đầu buổi. Chúng ta học sinh nay cố quay như nhiều vậy ạ. Mà là mới nghỉ một buổi sáng không chứ. Hoặc là cả ngày nó chứ. Giờ lại làm việc nhiều người cả. Đúng thật, mày giống như cứ giống ai mưa sao anh cũng giả quay được, đúng thật. Nó quay thêm nữa ấy, nó quay này. Mua tao tí nhanh. Chào các bạn, hôm nay con đĩa to khom nha các bạn. Quay mình bị nã rồi nha các bạn nha. Các bạn quay mình dọc kêu mình nha. Cái gì rồi, đứng rồi đây. Đi con nào nào cứ nói. Để máu hốm mà nó có nhạt nhạt rồi béo đồn như cái kia. Vậy thì nó khô rồi, nó đỏ. Nó có nửa đỏ không? Rồi khéo, bây giờ đang có cái môi lập đẫm. Mà cái môi lập đẫm cũng sạch không? Ờ à. Môi lập đẫm nó không sạch. Nhưng mà là mấy con rống này, con kiến này, con loài này chứ. Đã đàm mì cái môi lập đẫm đẹp này đúng không? Đánh giống không? Không, rất quá bạch. Một thằng đồ vừa, một cứng đồ rẻ. Đấy là con thuyền đó. Con thuyền gì đó này là đối thủ.
Đúng phải là duyên là được. Ok, nói luôn đi. Chơi thế này, chơi đó. Được phá duyên là được. Cũng đập ngạc mẹ chuyện ta. Mỗi cái này đi ngạc chuyện ta. Học sinh nhân nhỏ là người đã có thể đi 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 đi. Xin lỗi mà tao ngủ chưa? Thế lực của nó là gì cháu? Đó mạnh. Hả? Không, ta đang tư biệt tư diệt. Thế? Ta đang tư biệt tư diệt. Hả? Không mê. Bất cứ đọc cái cuộc chuyện của một phim mới lên thế. Anh em bây giờ kiếm sống ra nữa. Mày là to quá chứ mọi người ghê bố. Đi con mẹ chú mày có cái thằng đại ca của chú mày có mấy con mẹ đâu. Tao em bộ sụn của đấy. Như ơi, cho thằng đại ca mới rồi mà có cái chăn rồi đạp đi rồi. Cút. Thế này là mày lấy cái kéo của anh Cương nhở? Hả? Chưa nói được. Thì bao giờ thì lại được kéo. Đây cho bà con mà chơi cái gì. Thật sự kéo là diêu đấy. Ôi giời ơi. Đồ thì chán. Dù sự tư nghĩ có rẻ. Mới quay sao những ánh mắt nó và nó để theo anh được. Được coi, được coi, được coi. Mới nói đi chứ gì. Chị nói đi đâu ạ. Này ta đi từ đấy gặp đoán 10 đứa chú Phước Lẹng chú lời sạch. Ta có con bị Vân Khánh, con bị Vân Anh. Là có ấy à. Chứ mấy gọi ta lời cho ta đi về luôn. Cái con bị Vân Anh là cũng bình vui à. Đúng rồi. Tao phải vui vừa mà kéo như bình vui. Tao phải vui vừa mà kéo như bình vui. Trời ơi, anh cứu ơi. Ôi, đi mẹ đi lúc mày ấy, cầu muốn luôn rồi.
luôn. Ai chà, đi quỷ đồng như rồi. Đi rồi. Ai? Mày nhìn. Đâu có thấy cái dấu gì đâu. Có gì đuôi à? Không đợi, đôi của tao có thói lận non, mày nhìn chẳng nghe tôi nữa. Ai? Nói. Đi rồi. Thầy ơi. Mũi bấy lâu thì nó chẳng mũi đâu. Ta mở bao nhiêu thì còn mũi luôn đủ vậy. Không, có mũi thích quá. Hả? Có mũi sướng quá. Không thích lắm. Còn mũi đi cô gái nữa. Đi cười nghe. Anh có mũi em ơi. Mũi là mấy em ơi. Anh là sao vậy? Hai mũi ở chiều. Cười cười. Còn mũi thì chi vậy là chúc mũi. Mấy nhà à? Đây là con gì đây hả anh Huy? Con chim. Không, đây là con của ai ạ? Chung. Mới cút ra cho tao chơi. Ý, lương. Một. Đi, tao phải có. Ý, mới có nói chứ đéo không lên đó. Tao thích mẹ nó. Cái xin xin cắt cười nhỏ gọi mà mẹ. Đây là con tóc dài các bạn nhé. Rồi, tao có khá là dài. Còn đây là con đồ thỏ. Y mây. Đây là con đồ thỏ. Y mây với cái gì nào. Đứa con đồ tóc dài là sẽ ở thuyền. Con đồ thỏ sẽ ở nhà. Mỗi bên là có sắp xỉ là bên đứa con đồ cắt. Nó có bốn cái xe. Đứa con đồ thuyền. Ai sẽ ở các bạn ạ. Ôi, nhìn nó to lên cái gì đấy, cái gì? Nó bị nhìn lên quá. Nó bị nhìn lên kia có nè hai mảnh nhiều như rồi mình gần nổ nó nhé rồi mấy cái gì thì gần luôn đấy cứ để như thế này tự nhiên có nó lại nó mai giàu nó biết chơi đâu. Thì nó giật, nó kia nó hình nhỏ lắm, nó mắt nó lên dữ luôn, đấy, dâu gấu luôn nhá, nó cứ đủ luôn, có cái cười chứ, đâu, không có mấy mùi nó không lâu dọn như mùi ta đâu, đến với họ đây, nói, nói đủ loại mùi đồ tèo ấy. Thì nó đang lùn nó chỉ mà nói là cái mấy lùn nó chỉ nó khác cái tạo rồi mới gọi đi một xa thì học rồi nó biết cái gì cầm không biết hay là biết cầm nhỉ đúng mơ đi mẹ đồng sông gì đó không nó phải ngã ta xem rồi chú người đi chịu lòng lâu quá lâu đã đi cất cùng người đi với sự cho nó sự có là gì cất chịu ta lâu quá lâu đúng quá làm nó nó chịu ta không sao không biết ta làm gì đó mới sẽ chịu nó nó bú bú nữa sao không người nó là bao nó cũng có là chụp đây con gái đó sao con gái xin ra còn chào đi xin số người xin đi đâu con gái lên một đàn chào trời cho đêm kia không mọc tí chứ hả mình là người phải mọc tí đâu người ta cũng bị bắt tay luôn
không gần ra thì con thì cũng thế thôi, người sẽ là con là nó sợ tí nhau đấy, hai lão như vậy thật đời con sợ tí nhau. Ừ. Con gái với con gái là con trai luôn nha, con gái trai thì con cái tông hồ con trai với chim giòn con trai với đứa trẻ con gái thì con trai rồi lão ấy cái nào đang lên đi rồi mới lão phi bao nhiêu phút đó hả? Hôm nay ngày sáu á, ngày sáu bọn đi theo một người tao tao sẽ tì nhau đi về theo khai nhắc gọi để mua cho mày đi ông đây là mọi người đi sẽ đi vào rồi đấy thì sẽ đi dạ sẽ đi mà ai vậy không biết. Quát mặt quạt vào tai em, có ánh đèn mặt tình yêu lên sao? Yêu em. Có ánh đèn bật tinh vô lên sao khoảng khắc này muốn nói với em như ngay hai bao nhiêu phút nữa rồi video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây nha, hẹn gặp lại mọi người với những video tiếp theo, xin chào tất cả mọi người.